Bên trái có cái ghế. Rồi, ngồi xuống em gái ơi. Rồi, xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Đây, chị coi chỉnh lại nha. Con gái là phải đẹp. Ok, cảm ơn em. Trời đất! Đi đâu đây? Chào chị, em đi hẹn hò. Trời ơi! Kính thưa quý vị, trời ơi, fan ruột của tôi á mà đều ruột dư á quý vị. Hai năm nay nó bỏ tôi mất tiêu, không thấy bóng dáng nó xuất hiện luôn. Tôi tự giới thiệu luôn, tôi lanh lắm. Đây là bạn Trương Vũ Đạt. Ủa, đang làm gì mấy năm nay đâu gặp, quên rồi, tự giới thiệu đi. Dạ, em tên là Trương Vũ Đạt. Em sinh 1986. Quê hương em ở Bến Tre. Rồi nhớ rồi, ký ức đã tràn về rồi. Quê hương ở Bến Tre, hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại em làm nhân viên văn phòng và kinh doanh tự do. Hồi đó em có tham gia hả? Bạn muốn hẹn hò chưa? Dạ, em có tham gia trình bạn muốn hẹn hò. Đúng rồi, là em tham gia bạn muốn hẹn hò năm bao nhiêu? Dạ, em tham gia bạn muốn hẹn hò năm 2016. 2016 là 4 năm rồi. Lúc đó có hẹn hò mà. Dạ, có hẹn hò. Rồi cái cô đó đâu rồi? Dạ, cô đó có chồng rồi vậy. Trời ơi, em mát tay hơn chị nữa. Bạn này là phải là fan của Tường là phải 7-8 năm rồi. Dạ đúng rồi. Là fan đời đầu, fan cứng của tôi từ đời đầu. Rồi sau đó tôi mới làm bạn muốn hẹn hò thì bạn ấy đăng ký tham gia. Thì trong chương trình mình đã mai mối thành công cho bạn ấy một người. Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy đã đi lấy chồng là hiểu rồi ha. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay 34 tuổi. 34 tuổi. Rồi, mời em gái. Mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Tường. Em chào bạn nam bên kia. Em rồi. Tên là Kim Ngân. Kim Ngân. Năm nay em cũng 34 tuổi. Em tới từ thành phố Nha Trang. Hiện tại là em đang công tác trong một cơ quan nước ngoài. Ở đâu? Dạ, ở quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quê Nha Trang thôi, bây giờ làm việc ở quận nhất đúng không? Dạ. Tưởng đâu thằng em tối nay vô gặp người yêu xa nữa chứ. Rồi ba mẹ mình còn ở gia đình mình ngoài Nha Trang hả? Dạ, gia đình em ở Nha Trang. Em vô đây một mình thôi. Dạ. Rồi mình ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em ở một mình thôi chị. Thuê nhà ở? Dạ. Ồ, thân gái dặm trường, đường xá xa xôi, cần người quan tâm và chăm sóc. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nào? Là em giản dị, thiên về những cái giá trị của gia đình. Rồi em nấu ăn, những bữa ăn gia đình. Còn về xã hội thì em đối xử với người khác là thiệt lòng. Em có những người bạn đã chơi khoảng mười mấy, hai chục năm rồi. Quá tốt ha. Vậy thì cái mặt mà mình thấy mình còn yếu là cái gì nè? Em hơi lo xa. Chuyện em sẽ vẽ ra những cái viễn cảnh cho một cái tình huống nào đó rồi lo là nếu như vậy thì tình huống A thì mình sẽ nên như thế nào, tình huống B nên như thế nào. Nhưng mà thông thường thì những tình huống xảy ra thì đều tốt hết, chứ không tới nỗi là xấu như em dự kiến. Rồi. Dạ. Giờ Đạt nè, em nói lớn cho bạn gái bên đây biết nè, Ngân nè rất dễ thương luôn. Hôm nay cố gắng nha. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là em hiền, chân thành, không rượu bia thuốc lá. Không rượu bia thuốc lá. Biết nấu ăn, nấu những món gia đình. Nấu những món gì ngon nè? Thịt kho trứng hoặc là canh chua. Vậy mà nói với miền Tây. Chứ bây giờ thấy nấu thử cho mời chị Tường ăn. Sao không biết tôi quảng cáo được? Nhiều khi quảng cáo mà không có sao em ha. Dạ. Giỡn cho vui thôi chứ rất là nhiệt tình. Mọi thứ như giúp đỡ ai làm gì công việc thì bạn ấy rất là nhiệt tình. Rồi khuyết điểm mình là gì Đạt? Khuyết điểm là em nói chung là hơi nóng tính. Nói ví dụ như bạn nữ á, biết em nóng tính vậy á, kiềm chế lại thì em có thể được. Rồi ngủ có thể khai ngái khi mệt. Hiện tại là em đang sống với ai? Dạ em sống với mẹ, với cậu và đứa với đứa em. Rồi. Ủa chị nhớ lúc đó là em có công việc của em là có coi khách sạn gì mà phải không? Dạ lúc trước là mình làm ngân hàng, xong rồi sau này về em làm ở khách sạn cho cậu. Là hiện tại giờ vẫn là quản lý khách sạn. Dạ đúng rồi. Là khách sạn trong gia đình đúng dạ. Không? Rồi mẫu người lý tưởng. Nếu mà về ngoại hình thì cao trên 1m, cao khoảng 1m65 trở lên. Chú ý về mặt sức khỏe, ví dụ như là có tập một cái môn thể thao nào đó. Có trách nhiệm với gia đình, chân thành, chung thủy. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nếu mà về thói quen thì nếu được thì đừng có hút thuốc, uống rượu. Ý em nói là mình biết giới hạn để mình giữ sức khỏe. Tại vì mình sẽ là trụ cột của một gia đình. Biết chia sẻ với lại công việc trong gia đình, chứ không có mặc định đó là việc của phái nữ. Không có chia ra nam nữ gì trơn á. Làm được cái gì thì mình làm. Để mình vun vén cho gia đình của mình thôi đúng không? Dạ. Còn em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Muốn tìm một người vợ tương lai nói chung là hiền, thích tham gia hoạt động xã hội, thích từ thiện giống như em. Giống em rồi. Ok, gì nữa?
có cái tiêu chuẩn gì nữa không? Chung là em tiêu chuẩn như đó thôi. Đơn giản thôi phải không? Rồi. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình? Tình trường thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình là có tính cái mối tình bạn muốn hẹn hò? Dạ có tính luôn. Là tính luôn đó hả? Dạ. Mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ mối tình bạn muốn hẹn hò kéo dài được 1 năm. Trời cũng lâu ha. Ủa sao chia tay vậy? Do bạn nó đi công tác rồi giống như hai người không có sự quan tâm nhiều á, rồi xong rồi cái chia tay. Rồi nguyên do là do xa mặt cách lòng đó thôi. Dạ. Hay là tại em quen mà em không tính tới hôn nhân, em không đặt vấn đề gì người ta? Dạ không, do xa mặt cách lòng. Nhưng mà vậy là cái mối tình đó tới giờ là mối tình cuối luôn hả? Tới giờ luôn hả? Dạ. Vậy còn mối tình đầu? Mối tình đầu kéo dài bao lâu? Mối tình đầu kéo dài 3 năm. 3 năm. Dạ. Mà lúc đó là nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27 cũng lớn rồi, sao 3 năm mà không cưới? Do bạn đó giống như là bắt cá hai tay. Trời. Dạ. Rồi tại sao 4 năm nay không quen được ai, 3 năm nay không quen được ai? Nói chung là em chỉ tìm hiểu thôi nhưng mà không hợp nên không muốn tiến tới nữa. Hay tại em kén quá hay em khó chịu quá hay em có tật xấu gì? Dạ không. Biết chị là MC của Hẹn Ăn Trưa, em đăng ký nhiều lần. Đăng ký nhiều lần rồi? Dạ, nhiều lần rồi nên được chương trình kết nối với bạn này. Ai biểu nó không đi gọi là đi ngõ sao, nó phải liên hệ với tôi rồi tôi đăng ký giùm cho nó lẹ. Đăng ký nhiều lần. Rồi tình trường em sao Ngân? Dạ em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất thì là kiểu học trò hồi xưa. Dễ thương rồi. Dạ cho nên cũng không có gì. Rồi mối tình thứ hai thì lúc em có đi học ở nước ngoài thì em có quen anh đó trong lúc mà ảnh học tiến sĩ ở đó. Do là tụi em là không có cùng đạo, ảnh bên đạo Hồi. Dạ cho nên là không có thể tiến xa hơn. Em là đạo Phật hả? Dạ em hướng Phật. Mà sao sống ở nước ngoài mà không thoát được ở cái vấn đề đạo hả em? Dạ không, với lại gia đình ảnh cũng muốn là cưới một người cùng đạo. Cùng tiếng nói cho nó dễ. Là lúc em nói em học nước ngoài là học nước nào? Dạ em ở Brunei, với lại em có Brunei. Đi Mỹ một thời gian. Ok, vậy là cũng tốt rồi ha, mọi thứ. Rồi có hình không? Em có đem hình gì của em ngày hôm nay không? Hai bạn dạ, có. Đâu cho chị Tường coi cái gu hai bên có giống nhau không nha. Trời ơi, kiếm không ra luôn á. Ôi trời ơi, trời. Tìm được tôi chết liền á, kiếm đi cưng. Đó, ấm hình ha. Mình chỉ theo cái cảm giác của mình thôi. Chỉ coi theo em là anh em nào. Em nghĩ là anh này. Anh đang mắt kiến hả? Anh mở ra coi. Anh đó đó hả? Rồi để coi chứ chị cũng không biết nữa. Đâu, có không? Em nghĩ là bạn này. Bạn nào? Bạn đứng mà dựa cái đầu vô tường nè hả? Xin mời quý vị hãy ổn định vị trí trật tự để xem coi hôm nay cảm xúc của mình lựa chọn cảm giác đầu tiên của mình đúng hay sai nha. Mời hai em. Em nghĩ anh đầu tiên gặp mặt anh đưa hoa gửi tặng em. Cảm ơn anh. Wow. Dạ. Ủa rồi tự nhiên hoa này từ ngộ vậy. Rồi tiền thì xài được. Như cái bông thì nó héo. Đáng lẽ vậy là phải cái bông này bông giả. Ồ vậy là bông hoa này có ý nghĩa đó. Em cũng có món quà gửi cho ảnh. Dạ. Trong đó thì có một quyển sách. Một người quen của em viết quyển sách đó với hy vọng là sẽ mang tới cái sự bình an cho người đọc. Tại vì bạn đó theo Phật chị. Dạ. Với lại trong đó cũng có một cái con ốc biển là món quà từ nơi mà em sinh ra lớn lên. Nha Trang phải không? Trời ốc biển mình nhìn bánh trung giống bánh trung thu quá ha. Mình để lên trên tay thì mình có thể nghe được tiếng chỗ những người ở. Cái này hồi nhỏ xíu tôi học cấp 1, học cấp 2, cấp 3 cũng có mấy anh hay dụ tôi lớp đưa con ốc lại nghe anh nói chuyện rồi đó. Nghe tiếng gió vi vu trọng ha. Dạ. Dễ thương, đúng là một cơn gió lạnh. Thế còn tại sao em tặng bó hoa này, nói ý nghĩa coi. Dạ em thấy bó hoa này nó lạ với lại là liên quan đến tiền. Là em muốn có một người bạn là như là sau này có thể quản lý tiền hộ em. Thấy tìm một người bạn sau này quản lý tiền của em. Thôi được rồi. Và khi trái cửa trái tim này mở ra rồi mình đoán không có đúng nhau, các bạn cảm thấy sao? Không có đúng hả chị? Đâu hỏi cổ, có phải cô là cái người đứng mà cái đầu dựa vô tường đó không? Không, bạn này hay, bạn này không giống. Không giống hả?
Vậy là sai rồi phải không? Sai rồi. Còn em cũng đoán sai. Sai rồi. Cảm xúc khi cái cánh cửa trái tim này mở ra thì em thấy như thế nào? Em không có cảm giác xa cách. Ừ. Dạ, em cũng vậy. Em thấy bạn ấy thì dễ thôi. Ừ. Đó cũng là những cái năng lượng tích cực trước tiên vậy đi. Chứ chưa nói gì nhiều, cũng chưa biết gì hết. Bây giờ ăn cái đã, ăn cho no bụng rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Xin mời đồ ăn của nhà hàng quê nhà. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà nha. Đây là món chả mực Hạ Long nè. Và đây là món bò Nhật Fuji nướng đá rất là đặc biệt. Bò Nhật rất là mềm, rất là thơm, rất là ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Về tình yêu nha. Ít phút nữa chị Tường quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nha, mời anh. Em ở miền Trung, em vào Sài Gòn lâu chưa em? Khoảng 3 năm. Dạ. Còn anh là làm từ hồi trước tới giờ ở đây luôn hả? Anh ở đó đi học phổ thông xong anh lên đây anh ở luôn. Vậy là học đại học xong rồi ra làm ở đây. Dạ. Là hiện tại là lúc nãy anh nói là anh đang làm nhân viên văn phòng với... kinh doanh tự do. Là kinh doanh là ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn. Dạ. Hiện tại là anh đang ở quận mấy? Anh ở quận 10. Ở Bến Tre là anh ở huyện Tân Thành. Mời anh dùng. Gia đình của em có bao nhiêu thành viên? Nhà em thì em là lớn, rồi có hai em trai. Thì các em hồi xưa đi học, đi làm cũng xa, nhưng mà giờ thì tất cả đều về Nha Trang hết. Thì tới lúc đó là em đi. Dạ. Lúc nãy em có nghe nói là anh có tham gia công tác thiện nguyện. Là anh thường hay đi hả? Anh đi theo quý, cứ quý là đi một lần. Thật ra em cũng thích mấy cái hoạt động đó, nhưng mà không có tìm được một cái hội nào á. Nên là chắc có lẽ nếu mà có được thì sẽ xin tham gia làm thành viên. Anh cũng muốn, ví dụ như mình tìm hiểu xong rồi mình bấm nút thì anh sẽ cùng em đồng hành các chuyến thiện nguyện. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Em muốn chọn anh trai như thế nào? Giống như lúc nãy em nói rồi á, thì là một người hướng về gia đình. Quan trọng là sự chia sẻ với lại là tôn trọng nhau. Lúc nãy anh nói là cái mối tình cuối cùng gần đây nhất của anh đó là cũng quen rồi, cổ cũng đi công tác rồi không có quan tâm, cho nên là hai người không do đi công tác 2 năm. Dạ. Ở nước ngoài nên không có thời gian không gặp. Vậy thì chắc cũng phải rút kinh nghiệm rồi. Vì kiểu như là mình sẽ phải làm nhiều hơn. Dạ, cái gì ông nói chuyện với bạn gái mà ổng dạ lắm. Dạ, sao không hiểu nữa thiệt tình luôn á. Chị nói rồi, cậu em của chị hiền lắm. Hiền dữ lắm mà nhiều khi chắc cũng hiền vậy, thiếu sự quyết liệt trong tình yêu, làm gì mặt đỏ bừng vậy Đạt. Trời ơi, mình phải tự tin lên nha. 34 tuổi rồi phải không? Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn rồi chị. Là mình phải quyết liệt lên nha. Chứ thời buổi giờ mà chậm chạp là trễ hơn ta một bước nữa đó. Dạ, thế hôm nay em đi, Đạt đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, em đi với chú. Chú, còn hôm nay Ngân đi có ai đi theo không? Em đi với lại ba với lại em trai. Ồ, có ba với em trai nữa hả? Vậy bây giờ mình mời gia đình của hai bên vào để cùng trò chuyện nha. Dạ, xin mời hai bác ạ. Dạ, chào chú ạ. Chào em. Dạ, chào chị. Dạ, chào chú. Dạ. Rồi, rồi cô Tường cho phép hai cháu ngồi để ghi hình cho nó đẹp nha. Ưu tiên bên đây đi, tại vì bên đây ít người hơn. Dạ chào chú. Chú là chú ruột của Đạt hả? Là chú họ. Chú họ, dạ. Đạt, chú có biết tính cách của Đạt xưa giờ như thế nào không ạ? Tính cách thì nói chung là nhút nhát, có cái hơi nóng nảy chút. Có những gì bất bình thì hơi tự phát, nhưng mà rồi cũng tự kiềm chế. Dạ. Đến mức độ mà quá. Dạ. Thế gia đình là ba mà má của Đạt là đã hối, có hối thúc chuyện lấy vợ không chú? Nói chung thì nó đôi lúc ta tùy vào ý của Đạt. Chứ không phải mình không có lớn bây giờ, thời đại bây giờ mà cắt được. Dạ, mình có ép đâu có được ha chú ha. Rồi vậy không? Là cái trở ngại cho nó nữa. Dạ, nhút nhát quá thấy không Đạt. Nhà cũng biết mình nhút nhát nữa, mình phải mạnh mẽ lên. Thế hôm nay chú nhìn thấy bé Ngân thì chú có nhận xét như thế nào ạ? Nói chung là xinh, dễ thương, cuộc sống rất là sâu sắc. Có những cái gì va chạm cuộc sống mà. Dạ. Được cái sâu sắc đó thì cũng tốt. Dạ, cô bé cũng... Phần lại là do Đạt. Dạ, đúng rồi, phần là do Đạt, tất cả mọi người chỉ cho Đạt cái cơ hội thôi. Dạ, rồi, cháu chào chú ạ.
Là em trai hả? Dạ em trai. Em ruột. Dạ. Dạ là chú là có hai cháu hay là con? Ba đứa. Dạ. Còn đứa em trai nữa. Dạ. Rồi có gia đình chưa? Dạ em chưa có chị. À, vậy đợi chị đi trước rồi hai em mới theo sau phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy còn cô đâu chú? Cô thì ở nhà cô nhà. Vậy con gái lớn năm nay cũng ba mấy tuổi rồi, không biết là ở nhà cô với chú có nôn gã chưa hay là cứ để vậy sống với mình cho nó sướng ạ? Nói chung thì cái hồi kia là gia đình thì lo cho con cái ăn học á, rồi nó học biết lên đại học rồi thời gian rồi đi làm việc đồ các thứ á. Dạ. Thì cái khoảng thời gian nó biết giao tiếp đồ các thứ, thành ra là nó hơi muộn màng chút. Dạ. Nhưng mà là ý của gia đình á, là vợ chồng tôi là coi như là cũng muốn con cái nó lập gia đình rồi nó đời quê để mà mình còn an tâm. Dạ. Nữa. Dạ đúng như rồi. Là mình có cháu rồi bầm nữa. Dạ. Để theo với bạn bè, nhiều khi tôi đi đám cưới nhiều người bạn lắm mà ai cũng hỏi thăm rồi. Dạ. Cô sao còn âm chừng nào báo tin mừng cho tôi đó. Dạ. Đó. Dạ. Đó cũng là một cái niềm mà trong cái tâm tư nguyện vọng tôi cũng hôm nay là gặp chương trình đây, mà nhất đó là tôi xem tivi tôi thấy cô Cát Tường mà lên ấy, nay là tôi gặp trực tiếp ở đây. Dạ. Thấy rất là vinh hạnh. Dạ cảm ơn chú ạ. À. Và đồng thời đó là cháu nó ở đây thì qua cái thời gian nãy giờ theo dõi tôi có rất nhiều cảm tình. Dạ. À, có cảm tình với cháu Đạt này hả chú? Cảm tình ở chỗ nào ạ? À? Cảm tình ở chỗ là hiền. Nhưng mà bạn ấy nhút nhát quá. Nhút thì được. Nhưng dạ. Mà không có nhát. À nhút chứ không nhát hay à. Dạ bây giờ hai bên mình đại diện hai gia đình mình bắt tay nhau một cái biết đâu sau này mình làm xui à. À nhút chứ không nhát. Đúng là người lớn có những cái nhận xét rất là sâu sắc đúng không quý vị. Rồi bây giờ nè em trai nè, bây giờ hôm nay đi theo ủng hộ tinh thần chị nè. Hai thằng đàn ông nè. Bây giờ thấy anh này sao nói thẳng rồi. Em xin phép bắt tay anh. Được, tiến tới đi em. À, dạ à, em chú bác, em chào con chào bác à, em chào anh à, em chào chị Tèo. Rồi khi mà gặp anh Đạt đây thì cái cảm giác đầu tiên là nói chung là hai cha con bác rất là cảm tình. Vì cơ bản là em nói người miền Tây là gia đình em rất là cảm tình, cũng không có nói gì hơn thì hai anh chị cũng lớn tuổi rồi, em cũng hy vọng anh chị đến được với nhau và cho nhau cơ hội bấm nút ngày hôm nay luôn, bác thì đẹp luôn. Trời ơi. Dạ. Nghe mà nó còn nôn hơn chị. Dạ. Nữa hôm nay mới bấm nút để tìm hiểu thôi. Dạ. Còn phải tìm hiểu một thời gian nữa. Dạ. Mà có gì nhớ hỗ trợ anh rể nha. Dạ em hỗ trợ hết mình anh. Rồi cảm. Dạ. Ơn. Rồi. Dạ cảm ơn gia đình hai bên ạ. À. Rồi con hy vọng là ngày hôm nay Tường lại mát tay một lần nữa nha. Dạ. Giúp đỡ cho một cái cặp đôi này một cái cơ hội. Dạ cảm ơn chú ạ. À. Chúc chú sức khỏe nha. Cảm ơn chú ạ. À. Rồi các Tường sức khỏe dồi dào. Dạ cảm ơn chú ạ. À. Cảm ơn chú. Mình xuống mình theo dõi tiếp nha chú. Cảm ơn chú. Rồi hai ông xu mà đi ra ngoài còn bắt tay nữa ghê thiệt. À thì đó cũng là những cái tín hiệu mừng. Bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện cho mình chơi thêm một trò chơi nhỏ nhỏ ha. Bốc thăm đi. À, coi yêu cầu của chương trình làm gì để mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn, mình thân thiết với nhau hơn, cởi mở với nhau hơn. Đọc lớn lên em gái. Hãy tưởng tượng bạn nam dẫn bạn gái lên núi ngắm hoàng hôn và cầu hôn. Trời ơi. Nhút nhưng không nhát. Làm đi cưng. Xin nắm tay bạn gái rồi tưởng tượng dẫn bạn gái lên núi gì đó, ngắm hoàng hôn, giả bộ đạp xin sẽ đạp đi chăng đó đó. Rồi đi đi hai em. Đi đâu lên núi rồi đi đi. Tôi thấy qua xe đạp này có vẻ giống lên núi nè. Hoàng hôn đẹp quá anh ơi. Đẹp quá anh ơi. Anh thấy anh mến em. Dạ. Phương Nghiên rất tình với em. Anh muốn em là bạn gái của anh. Đất Bến Tre đầy nắng và gió. Trai Bến Tre chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần vô thảo, em có chịu làm mẹ của con anh không? Trời ơi. Trời ơi, để tôi biết đọc thơ nữa. Dạ. Thôi được rồi, về. Mình chỉ cần tỏ tình thôi. À, yêu cầu bạn nam là vậy thôi. Nhút chứ không có nhát đâu nha, cũng gai lăng lịch thiệp lắm á. Rồi, tới Đạt, bóp một lá đi. Bạn nam hãy ghé tay bạn nữ và nói là yêu thương thật lòng. Trời đất ơi, sao bữa nay cơ hội hoài vậy Đạt? Làm như có cái gì qua đây. Bây giờ thì qua đây. Nói gì nói đi. Ghé tai. Rồi tôi có nghe được không ta? Tôi nhìn sợ mắc cỡ. Tôi đi chỗ khác. Em bằng ý là bạn gái anh à...
em muốn làm công chúa thì em hãy làm bạn gái của anh. Dạ chị nghe chưa chị? Chị nghe, ổng nói thì chị nghe rồi. Dạ. Rồi cảm ơn, về chỗ đi ạ. Dạ. Hôm nay không biết ai lời nữa. Người thì được ghé tai, được nắm tay, nhưng một người thì lại được nghe những cái lời yêu thương. Em lúc nãy em chưa trả lời. Lúc nãy anh nói là nếu mà em muốn làm công chúa thì làm bạn gái của anh. Thiệt ra em không có cần phải làm công chúa gì hết. Em chỉ cần là hai người nếu đến với nhau thì có sự chia sẻ và chân thành với nhau là được. Cảm xúc của em bây giờ là gì? Dạ em rất hy vọng có thể tìm được một người để mình chia sẻ cái cuộc sống từ giờ cho tới giờ sau. Em mang cái sự hy vọng và năng lượng tích cực tới với chương trình và em cũng mong sẽ tìm một người tương tự như vậy. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, cảm xúc của em khi gặp bạn nữ thì bạn nữ tên gì? Nãy giờ ta đọc 2-3 lần luôn mà không nhớ. Mà nói lời Bạn Tinh Ngân. Ờ, rung quá. Anh rung quá. Bạn Tinh Ngân. Rồi như thế nào? Em nhìn thấy bạn là có cảm giác như em thân thiện như đã gặp từ lâu rồi. Thưa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, thì một thông điệp mà Tường luôn nói rằng là cái cảm xúc đó là cái quan trọng trong tình yêu. Và chương trình thì chỉ không thể nào mà cầm tay, mà dắt tay nhau, đặt tay người này vào tay người kia được. Đó là quyền của các em thôi. Khi đến tham gia chương trình là mình đã trân trọng cái cơ hội này. Nếu như cảm thấy mình có sự xao xuyến, có rung động, hoặc mình cảm giác đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm, thì mình hãy nắm bắt cái cơ hội đó. Bởi vì ai cũng đang loay hoay tìm kiếm một nửa của mình thì mới cần nhờ tới chương trình. Bấm nút vì sự rung động của bản thân, bấm nút vì cái suy nghĩ, cái lý trí của mình đang nghĩ những cái điều tốt đẹp, chứ không phải là mình bấm nút vì lên đây phải lịch sự, phải bấm. Bây giờ là lúc các bạn đưa ra quyết định của mình, đặt tay vào nút bấm nha hai em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu thật sự muốn hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau thì mình bấm thật mạnh. Nếu mà không đồng ý, mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè và khán giả đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai em nhắm mắt lại. 1 2 Suy nghĩ thật kỹ và lắng nghe trái tim của mình nha các bạn. Lắng nghe cảm xúc của mình. 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đèn đã sáng lên rồi ạ. Mời hai em về một phía. Bạn gái là một người rất là sâu sắc. Chị nghĩ em là một người khá là nhạy cảm. Bây giờ nắm tay nhau được rồi. Cái nắm tay này mới là nắm tay chính thức. Nay là chị rất vui. Vui là mình cũng đã một lần nữa cho cậu em mình một cái cơ hội. Lần này chị hy vọng rằng là em hãy cố gắng. Chị không mong gặp lại em lần thứ 3 nữa. Nha em nha. Bớt quá tam ba bận. Cố gắng nha. Thành công. Chúc cho hai em sẽ có những cái thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Cùng với trước tiên là sự đồng thuận của gia đình, thì đó là một cái bước khá là may mắn trong cái câu chuyện của hai em rồi. Tên là Nguyễn Thị Luyến, năm 1977. Nhưng mà ở chứng minh thư là 1976 nha. Quê ở Bắc Giang, hiện tại đang làm công nhân ở Bình Dương, Bến Cát. Dạ. Yeah. Chị tên gì á? Em chưa nghe rõ. Tên Luyện nhưng mà ghi nhầm tên Luyến. Quên dấu sắc. Dạ. Rồi chị làm công nhân là chị ở trong này lâu chưa chị? Chị vào đây cũng lâu rồi em ơi. Là được bao năm chị? 10 năm, 20 năm hay nhiêu chị? Chị vào năm 2001. Lại có mình chị vào đây tên lập nghiệp thôi đúng không? Đúng rồi, có mình thôi. Dạ, chị nói một chút, chị làm công nhân là bên hãng nào chị? Làm công nhân bên làm áo chó đó, chó thú cưng á. Làm áo chó ha. Đúng rồi. Rồi, chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu đi, rồi chị đã từng kết hôn chưa? Thật ra là chị cũng kết hôn nhưng mà chỉ mai mối ở nhà, nhưng mà cũng xin nghỉ công ty một tuần, nhưng mà chỉ có sống được có 2 ngày thôi là chị vào trong này. Đến khi mà chị biết cái người đấy có nhiều điểm xấu đó. Người đấy cũng có vợ, có con rồi, nhưng mà điểm xấu làm ra chị không thể ở được, chị làm đơn thôi luôn. Nói chung ở với nhau 2 ngày nhưng mà chỉ có mang tiếng là có chồng thôi, nhưng mà không có gì cả.
Vậy sao mà lúc cưới vội quá vậy, có tìm hiểu gì không? Không, tại vì ở nhà gia đình ở nhà cứ kêu là lấy người này đó rồi thì cũng không 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 ưng ngay từ đầu rồi, nhưng mà ở nhà cứ kêu là lấy người này tốt ở thế này kia, mà chị ở trong này chị đâu có biết là người này con người ra sao hay như thế nào đâu. Thế mẹ thì nói nếu mà không lấy thì mẹ chết cũng không nhắm mắt, nên đâm ra là chị mới chấp nhận. Mà chị mình cứ nhắc cái chuyện này là chị cảm thấy buồn. Dạ, ủa là ở được mấy ngày vậy thôi hả chị? Đúng rồi, tại vì Rồi công vậy ty cho về có là một tuần đó, thì là đi đi về về rồi chuẩn bị này kia thì về nhà trên ấy cũng được 2 ngày thôi à. Rồi vậy là chưa có con cái gì hay sao ạ? Chưa chưa có gì hết à. Là từ đó tới nay là bao nhiêu lâu rồi chị? Từ năm 2013, 2013 Là coi như 10 năm. 10 năm 10 thì chị có tìm hiểu ai nữa không? không, từ đến giờ Sao sợ 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 đàn vậy ông không tin tưởng. chị? Rồi bây giờ hết sợ đàn ông chưa? Thì nói chung là cũng sợ sợ nhưng mà cũng thử một lần xem sao, Một lần thử rồi, thử một lần là thử rồi đó. xem có người nào tốt hơn đến với mình hay không. Nhưng mà là có nghĩa là ai ai là động viên chị để đăng ký chương trình vậy, hay là chị tự chị tham gia? À không, lại về thì cũng coi nhiều mới lại cảm thấy tự nhiên là đăng ký thử xem sao thôi, chứ còn không có ai nói gì cả. Rồi bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào? Thì một người đàng hoàng tử tế, rồi biết Ngoại hình biết thương vợ thương con, biết lo cho sao gia đình, thì không rượu chè gái bố này kia cái thứ, nói chung là những cái điều mà chị mong muốn thì chắc là cũng không có đâu, chị không biết là có hay không, nhưng mà theo chị? chị Mình cứ nghĩ mong đi, chị muốn làm sao chị cứ nói. đó như chị nói đó, là hiền lành, chịu khó làm ăn, rồi biết thương vợ thương con, nhưng mà chị sợ người Bắc ấy nha, chị không không có lấy người Bắc nha. Trời, chị người Bắc mà chị sợ người Bắc luôn phải không? Đúng rồi, ngày xưa chị lấy người Bắc không ra chị sợ rồi. Rồi người miền Tây được không chị? Cũng được, Rồi bây giờ chị có ý định sanh con không? thì cũng hơi sợ sợ. Giờ nếu anh đó anh muốn có con thì chị làm sao được không? Vui vẻ không? Vui vẻ đồng ý không? Thì cái đấy thì tùy duyên, nếu mà có con thì cũng được. Rồi anh đó anh ly hôn đang nuôi con được không chị? Đang nuôi con hả? Thì À, chị tại không có sao con thì bây giờ ảnh có con thì thôi mình cùng nuôi được không? con lớn hay nhỏ? Cho ý chị là sao? Ý là chị là con lớn mới được hay sao? À, không, đấy là chị hỏi vậy thôi. Không, bây giờ em chỉ hỏi như vậy thôi à, chị cái mức độ chị chấp nhận được như nào á thì chị cứ chia sẻ. Chị thì nói chung là miễn là người tốt được rồi, nhưng mà có con hay không không quan trọng, nhưng mà nếu mà được với người mà chưa có con á, thì càng tốt, còn không thì người đấy phải tốt đàng hoàng chứ. Theo như chị nghĩ là mấy những cái người đấy là cũng có thể là sống không không được được như như vợ chồng hạnh phúc này kia đó, thì vợ mới bỏ thôi, chứ còn nếu mà đàng hoàng thì người phụ nữ sao bỏ được, đúng không? Nên Rồi, đàn ok ông chị. Điểm gì chị không thích ở người đàn ông? thì không thích đàn ông là làm biếng nè, rượu chè cờ bạc này, rượu thì nói chung là thỉnh thoảng uống thôi, còn thì không thích là đi gái hởm này, cờ bạc này, nói chung là những cái tật xấu là chị không bao giờ thích, trộm cắp này kia cái thứ là chị rất ghét. Rồi, ok chị. Rồi. Ok được rồi đó chị, nếu mà nếu mà được chọn thì chương trình liên hệ rồi mình chuẩn bị tiếp các cái phần sau nha chị nha. Rồi em Rồi. cảm ơn chị. Dạ, rồi Rồi, phần cát mình xong rồi chị chào em nha. Rồi, bye bye. tuổi quê quán và công việc của mình giúp em nha. Chị tên là Đỗ Thị Hoài, quê quán là tại Thanh Hóa.
đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị hiện tại đang đi làm tạp vụ theo giờ. Làm tạp vụ theo giờ là chị ở Sài Gòn là chị ở với ai? Chị ở với con trai chị. Chị có hai đứa con, một đứa năm nay 24 tuổi và một đứa năm nay 19 tuổi. Con lớn của chị nó đã ra trường và đi làm, còn đứa nhỏ thì năm nay mới năm đại học năm thứ hai. Là chị Hòa mình sinh năm bao nhiêu ạ? Chị sinh 1980. Dạ rồi, vậy là chị đã từng có một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, thì chị chia sẻ lại giúp em đi, là chị lấy chồng năm nào, ở với nhau bao lâu, sao mình ly hôn ha? Chị lấy chồng cùng quê, lấy chồng năm 18 tuổi. Thì đến năm 36 tuổi, nói chung là trong cái cuộc hôn nhân thì nó cũng có nhiều cái, nói chung không có tiếng nói chung, mà cũng ráng chịu đựng để cho con cái nó có một gia đình trọn vẹn, nhưng mà đến cuối cùng rồi cũng không chịu đựng được, cho nên là quyết định chia tay. Coi như là 18 tuổi lấy chồng là ở tới năm 36 tuổi hả chị? Không chịu đựng được nữa, là lúc đó là cả nhà đang ở quê hay sao ạ? Lúc đó là cả gia đình chị ở quê. Lúc chị chia tay xong thì nói chung là chia tay xong là cái lúc lấy chồng 18 năm thì ở với gia đình nhà chồng, lo bố mẹ chồng rồi các thứ, rồi tất cả đất đai thì đứng tên bố chồng các thứ, cho nên sau khi chia tay là chị không có gì. Dắt hai đứa vào trong Sài Gòn thì cũng cố gắng làm việc, nuôi được hai con nó ăn học. Thì bây giờ nó cũng lớn rồi, công việc nó cũng đỡ đỡ rồi, thì chị cũng muốn tìm một người để tâm sự, chia sẻ buồn vui lúc trung niên và đến xế chiều. Dạ rồi, vậy thì là tính ra là chị vào Sài Gòn được bao lâu rồi chị? Năm nay đó là 7 năm tròn, bữa hôm tháng 6 đó em. Dạ rồi, chị nói một xíu về bản thân mình đi, tính cách, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Chị thì nói chung là đơn giản lắm, chị sống đơn giản lắm, chị không thích kiểu sống mà cứ phải suy nghĩ nhiều, chị không thích suy nghĩ nhiều. Chị có cái gì là chị nói thẳng à. Mà chị cũng nóng tính thật, nhưng mà chị chỉ có gì là chị nói thẳng, chứ chị không thích cứ để rồi giận dỗi trong lòng rồi bực tức rồi thế này thế kia, chị không muốn. Thà là bực tức thì bực tức luôn một lúc đó đi, nhưng xong rồi thôi, giải quyết xong rồi thôi, đừng để âm âm ở trong người lâu rồi mệt lắm. Dạ rồi, bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào để phù hợp với mình? Thì chị thì cái tuổi tác thì nói chung là chị thích là phải lớn tuổi hơn chị chứ đừng ít hơn, tại vì chị cũng mạnh mẽ mà chị tính cách chị cũng già dặn trước tuổi. So với tuổi chị thì chị cũng thấu hiểu, tại vì công việc của chị như này thì chị nhìn nhận con người và thấu hiểu con người, thì chị tin chắc là chị rất là ok cái vấn đề đó. Nhưng Là chị mà thích cái người như thế nào á, từ vùng miền rồi ở đâu này kia các thứ, yêu cầu gì về cái người tình đàn ông này đó? vùng miền thì cũng không quan trọng, chứ miễn sao quan trọng là cái người đó biết thấu hiểu và chia sẻ thôi. Tính cách thì nói chung nó chan hòa xíu, đừng có độc đoán và đừng có kiểu như là sống không chan hòa, chị không thích. Rồi thích lớn tuổi hơn nè, rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở người đàn ông này nữa không chị? Không, chị cũng chả cần yêu cầu nhiều đâu, chứ Công miễn việc này sao kia các thứ, có công việc mà ổn định là được đúng không? đúng rồi, công việc ổn định là được, tại vì cuộc sống chị tiếng là làm tạp vụ theo giờ, nhưng mà cuộc sống chị thấy chị cũng tự lo bản thân chị và con chị được, cho nên là công việc phía sau nó ổn định là được, với lại chan hòa biết chia sẻ vậy là được. Dạ rồi, ok chị. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo cho chị biết và chị cố gắng sắp xếp tham gia để tìm được cái người phù hợp với mình ha. Ok. Dạ rồi, chào chị ạ. Chào. Chị đi qua bên chị phụ con em bán đồ ăn. À rồi, ok. Chị nói một xíu về thông tin cá nhân của mình đi, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị là Bích Ngọc, sinh năm 1976.
chị đến từ Quảng Trị. Là hiện tại là mình ở ngoài Quảng Trị luôn hay sao chị? Không, hiện tại chị đang sống ở Tân Phú. À, đang sống Tân Phú rồi, mình có công việc gì không chị? À, chị trước đấy thì chị ở con chung sống với chồng thì chị có nghề buôn bán, mà giờ vừa nãy chị vô thành phố thì cũng giống như mình không có cái đồ chỗ chứng để mình đứng bán á. Hơn nữa mình không có vốn nữa, nên chưa vô đây là chị đi máy cũng được, mà mình buôn bán cũng được, làm cái gì cũng được, như miễn sao mình làm được nuôi con. À, rồi giờ con nó cũng lớn rồi đó. À, con nó cũng lớn rồi nên chị cũng nhiều lúc chị cũng không muốn là đi một bước nữa, mà ông anh trai của chị nói là khi con gái á thì mình còn nhờ được, giờ con trai nó lớn rồi thì nó không quan tâm đến mẹ. Là chị đã ly hôn và có mấy con? Chị có ba cháu trai, cháu lớn cháu nhỏ nhất thì được 15 tuổi rồi. À, rồi sao mà mình ly hôn chị? Chuyện cũng dài lắm em. Thì chị chung sống với chồng thì cũng được 18 năm. Chị vừa vào Gia Lai lập nghiệp cũng được 18 năm. Thì trước đấy thì chị buôn ba mẹ chị thì chị ưa ông á, hơn 90 tuổi. À, ông thì chị mấy người họ nói thôi, một thân một mình con thì con ưa cái người chồng lớn tuổi đi. À, rồi sau này nó về nó biết nó chăm sóc cho vợ con, nó biết an ủi mình vậy đó. Anh đó thì người Huế. Thì chị tưởng ở trong già thì chị ngút đại vậy, chị buôn ba mẹ chị và chị ngút đại. Vì trước đấy là chị sống với bà nội chị chứ chị không có ở với ba mẹ chị. Nên từ khi bà nội chị mất á, nên chị sa sút tinh thần, chị về chị ở với ba mẹ chị thì giống như con mình con sinh ra mà không còn nuôi á em. À, Nhưng mà nên cái chị đỉnh điểm làm sao để mà chị ly hôn chồng chị á? à thì điện điện thì chị ông chồng chị nói chung thì vợ chồng là tiền bạc thì ông giữ. Ông giữ thì ông nói là ông nói vợ chồng mình lấy nhau á, lấy nhau là vợ chị nói với ông á, vợ chồng mình lấy nhau là lúc trái gió trở trời mình nương tựa lẫn nhau. Khi anh bệnh á thì em chăm, mà khi em bệnh á thì em chăm. Thì ông trả lời với chị á, mày bệnh mày tự lo. Tao bệnh tao tự lo. Tiền bạc thì ông giữ hết à. Ông giữ là một ngày ông phạt cho chị được là 50 100, nhưng mà cái năm mà chị ly hôn là năm 2004. Mà bơ bơ đến khi ông nói với chị á, thu tiêu thu cà vô là ông giữ hết trơn. Ông một lần đi chợ về ông đưa cho chị 100 ngàn, ông biểu chị là mua những thứ gì á là tính ghi ra nên miếng giấy á. Rồi ông chập chị bực quá, chị nói đi nếu như vậy á thì anh đi chợ đi, anh mua cái gì về cho em nấu cho em ăn. Em nấu cho anh ăn chứ em không có đi chợ nữa. Anh nói ông nói là chị nói là mày đừng có đi chợ, xuống chợ là cả kỷ 20 ngàn 30 ngàn, mày lên mày nói với tao kỷ 50 60 ngàn nghe chưa. Bởi chị mới nói đi anh đi chợ đi, em không có đi nữa. Thì ông cũng không đi. Thì chị á đứng một trong ruột 100 ngàn thì chị đi chờ cho con ăn được sáng, tiền tiền ăn hàng ngày. Thì chị làm mà nói chung chị ở nhà chị giữ con. Thì ông đi làm, ông đi làm thì về là mua những cái thứ gì món gì ngon là phải để tối về cho ông ăn nghe không, cho bữa trưa đừng có cho con ăn nghe không. Chị phải đành, nếu mình phụ nữ của mình á mình trích lọt lọt được cái gì á để là mình bữa trưa mình dành dùm để cho con đi học về nó ăn. Còn những cái thứ mà mình buổi sáng mình đi chợ mua là phải để dành tối về cho ông ăn. Thì ông mà chắc mà thầm tệ, mà em biết thầm tệ thầm chỉ, mà đến cái ngày mà phụ nữ mình mà đến tháng á mà phải xin ông tiền mua cái bán cá nhân, cái bán vệ sinh đó, mà ông không thờ, mà ông á tiền bạc ông giữ hết trơn. Ông thậm chí mẹ đến cái ngày cuối cùng mà bà nội của chị mất, mà chị mới nói này anh ơi cho em tiền xe về thắp hương cho nội. Anh nói là anh không nói gì hết. Lúc đó là bạn vang ra là để chăm sóc tiêu là con được 4 triệu 7, chị vẫn nhớ. Ông nói đi đây ông đôi ra 4 triệu 7 vậy á, ông nói đi mày cầm gì thì mày cầm hết mẹ mày đi. Con bao nhiêu mày cầm, bao nhiêu thì mày cầm, con bao nhiêu thì mày đút hết mẹ mày đi. Ông nói vậy thì chị không có cầm. Lúc đó là chị không lấy của ông 1 ngàn nào hết. Chị qua hàng xóm chị mượn đúng 200 ngàn, chị về đúng tiền xe, tiền tiền đi đường là không có tiền ăn. Về thắp hương cho nội,
thắp hương cho nội chứ tiền cúng hương cho nội là không có. Lúc đó là đi vào lại là thằng em trai và đứa em gái cho tiền vào trả cho người ta là 200 ngàn và cho tiền xe vào. Lúc đó là vô, chị nghiện răng chị vô. Chị vô chị vẫn ở, chị lo cho con ăn học, để nuôi cho con lên người vậy đó. Sau là mới hai đứa, sau lại vô sống thì tiếp 10 năm nữa là vợ quy hoạch ra đẻ thằng cu 16-15 tuổi đó. Dạ rồi, nói chung là tuần đó cũng hiểu được cái câu chuyện của chị rồi á. Và sau đó thì là chị chính thức ly hôn là cách đây được bao lâu rồi? Chị chính thức ly hôn là 2014. Không phải 2014, chị 10 năm rồi đó. 10 năm rồi đó em. 10 năm dạ rồi. Đó. Bây giờ thì là chị sẽ mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình nè. Mong muốn thì tìm một người thì chị cũng đòi người đó là giàu có hay là cái gì, người đó mà có cái khuôn mặt phúc hậu là được. Phúc hậu tuổi tác vùng miền này kia ở đâu? À, miền Nam cho chị đi, chứ em đừng có tìm miền Trung cho chị. Miền Nam mà người phúc hậu mà biết hiểu biết và biết quan tâm và chia sẻ. Còn giàu nghèo thì chị không quan trọng, bởi vì là chị là bị người ta ăn hiếp và bị người ta đổ lỗi nhiều quá rồi. Nên giờ mà người ta gặp người nào đó mà họ dữ quá thì về họ bắt nạt chị nữa thì chắc chị chịu không có nổi. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không chị? Chị mà chị hỏi mấy đứa em này, chị mà không có công việc gì chị là sợ chị lên trường quay rồi sợ người ta nói là mình không có công việc ổn định rồi bài đặt lên chương trình rồi chị ngại lắm. Dạ không sao, quan trọng là cái người đàn ông bên kia người ta chấp nhận là được rồi ha. Nói chung hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo lại cho chị biết nha. Dạ vâng, vâng. Dạ rồi, em chào chị ạ. Và chị cảm ơn em nhiều nha. Chị cảm ơn chương trình. Chào bạn nha. Đầu tiên xin mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ha. Dạ mình tên Nguyễn Thị Kim Liên. Mình sinh năm 1985, quê Bình Dương. Quê Bình Dương, mình đang làm công việc gì chị đi? Bán quán cà phê chị. Bán quán cà phê là mình chủ quán hay là mình bán cho người ta? Chủ quán. Mình làm lâu chưa chị? 3 năm. 3 năm. Rồi, chị là quê ở Bình Dương luôn hả hay là ở đâu? Quê Bình Dương luôn, ở góc Tân Phước Khánh. Tân Dương. Yeah. Là bây giờ có ở chung gia đình không chị? Không, mình ở có mình à. Rồi chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu rồi cái đường tình duyên của mình giùm em nha. Đã từng kết hôn chưa hay là đã bao nhiêu mối tình rồi ạ? Mình đã kết hôn một lần. Rồi hai vợ chồng ly hôn rồi là cũng hơn chục năm. Cũng chưa có con gì hết á. Tới giờ thì cũng chưa có gia đình nữa. Ly hôn 10 năm luôn mà không có quen ai hả chị? Cũng quen bạn thì cũng một hai người gì đó. Rồi sao không được? Nói chung là mình quen bạn thôi nhưng mà cái để tới hôn nhân thì không hợp á, tại vì mình đã một lần rồi nên là cũng hơi khó. Hơi khó tính. Nếu cụ thể là sao, mấy người đó làm sao mà chị thấy chị không hợp? Ý là cái sự mình cần tìm một người đàn ông mà có cái sự quan tâm đến một người phụ nữ và chăm sóc gia đình đó. Nhưng mà những người đó thì người ta sống cho xã hội nhiều hơn. Rồi. Chị làm cái cà phê này thì cũng đông người lắm mà. Mà chị tìm hiểu được ai không? Cái lý do chị ly hôn là cái gì ạ? À thì hồi xưa chồng thì cũng như ham chơi á, lúc đó cũng còn trẻ mà đi chơi suốt ngày suốt đêm vậy đó, không có lo cho gia đình, bạn bè là chính, nên là mình thấy không hợp thì mình thôi. Rồi ở được mấy năm chị? 2003 thì tới 2007 là thôi. Là không có con là do vấn đề từ ai ạ? Nói chung là mới về mình cũng ngừa rồi cái về thì cũng có lần cái mình bỏ, cũng như lúc đó còn trẻ quá đó, tính lập nghiệp trước rồi có con cái sau, nhưng mà sống chung mấy năm thì thấy không hợp nữa nên là mình thôi luôn, mình không có để cho có con. Rồi, bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào?
chung thì một người đàn ông thì cái tính thì sống tự lập chứ biết quan tâm những người xung quanh mình, với cách sống thì nó nhẹ nhàng xíu, đừng có gia trưởng với tính cọc á. Ừ. Rồi ngoại hình thì sao? Công việc như thế nào chị? Ngoại hình thì cao ráo, tại mình cũng 1m63 nhưng mà mình thích người cao hơn mình. Còn Ừ. công việc thì bây giờ thì không nói được, nhưng mà mình tự lập được, tự lập tự chủ được Ừ. bản thân mình là ok rồi. Công việc anh đó thì là chị có không thích ngành nghề nào không? Ngành nghề thì nói chung là làm hồ đồ này kia á, Ừ. làm hồ làm công trình đồ á, nó thứ nhất là đi đứng rồi nắng nôi xa xôi rồi đi xa nhà đồ, không có được bên gia đình nhiều. Rồi. Rồi chị là đã đang có nhà rồi đúng không chị? Chị đang ở nhà chị hay là sao ạ? Không, mình ở quán chứ mình cũng chưa có nhà cửa gì hết á. Ờ. Mình quán thì mình ở luôn ở quán. Mình mướn đất á, mình dựng quán lên mình làm. Ừ. Rồi ok chị. Nếu được chọn thì mình bên chương trình liên hệ thì chắc chị sắp xếp chị đi tham gia cũng cũng dễ đúng không? Thì mình chủ quán mà. Dạ đúng rồi chị. Rồi ok chị. Rồi nếu được chọn thì bên em liên hệ lại sau nha. Rồi, Dạ em cảm dạ ơn chị. dạ rồi em chào chị.